Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi đề thi chất lượng học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bài thi môn lịch sử và địa lý lớp 5, thời gian làm bài là 60 phút. Một La Mã lịch sử 5 điểm, khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng. Câu 1, người chỉ huy cuộc phản công ở Kinh Thành Huế là A. Hàm Nghi, B. Tôn Thất Thuyết, C. Trương Định và D. là Nguyễn Trường Tộ. Như vậy người chỉ huy cuộc phản công ở Kinh Thành Huế đó là Tôn Thất Thuyết. Như vậy các em sẽ là khoanh tròn đáp án B. Rồi tiếp theo câu 2. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời gian nào? A. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, B. Ngày 2 tháng 3 năm 1930, C. Ngày 3 tháng 12 năm 1930 và D. là ngày 3 tháng 2 năm 1931. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Như vậy, các em sẽ khoanh tròn là đáp án A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3 tháng 2 năm 1930. Rồi tiếp theo câu 3, thành phố nêu cao tấm gương quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh là A. Sài Gòn, B. Hà Nội, C. Huế và D. là Đà Nẵng. Như vậy thành phố nêu cao tấm gương quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đó là Hà Nội. Như vậy thì ở đây các em sẽ khoanh tròn đáp án B. Rồi tiếp theo câu 4. Điền các từ hy sinh, nhân nhượng, lớn tới, không chịu vào mọi chỗ chấm cho thích hợp trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải như thế nào? Chúng ta phải nhân nhượng. Như vậy các em cần điền đó là từ nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lấn tới. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa, không chúng ta thà hy sinh tất cả. Chứ nhất định không chịu mất nước. Như vậy các em, các từ cần điền đó là từ nhân nhượng, lấn tới, hy sinh, không chịu. Rồi tiếp theo câu 5, nêu ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Như vậy, ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đó là sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, gian khổ, bộ đội ta đã đánh sập pháo đài khổng lồ của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, ghi trang vàng chói lọi vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Rồi tiếp theo là hai La Mã, phần địa lý 5 điểm, khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng. Câu 6, đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta là A.
Nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. B. Nhiệt độ cao có nhiều gió và mưa. C. Nhiệt độ thấp, gió và mưa thay đổi theo mùa. D. Nhiệt độ cao, gió và mưa không thay đổi theo mùa. Như vậy, đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta đó là nhiệt độ cao, gió và mưa thay đổi theo mùa. Như vậy, câu 6 em chọn là đáp án A. Rồi, tiếp theo câu 7. Nước ta có dân số tăng A. Nhanh, B. Rất nhanh, C. Trung bình và D. Là chậm. Như vậy, nước ta có dân số tăng nhanh. Như vậy, câu 7 các em sẽ chọn là đáp án A, các phân tròn đáp án A. Rồi, tiếp theo câu 8. Ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta là A. Chăn nuôi, B. Trồng rừng, C. Trồng trọt, D. Chăn nuôi và đánh bắt cá tôm. Như vậy, ngành sản xuất chính trong nông nghiệp nước ta đó là trồng trọt. Như vậy, câu 8 các em sẽ phân chọn đáp án C. Rồi, tiếp theo câu 9. Điền tên một sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp trong bảng dưới đây. Ngành công nghiệp: khai thác khoáng sản, sản phẩm luyện kim, sản phẩm cơ khí, sản xuất lắp ráp, sửa chữa, sản xuất hàng tiêu dùng. Như vậy, các em sẽ nêu điền tên một sản phẩm ứng với các ngành công nghiệp ở bên đây. Ví dụ như khai thác khoáng sản thì sản phẩm nó sẽ là than, dầu mỏ, quặng sắt. Còn luyện kim thì sẽ là gang, thép, đồng, thiết. Cơ khí thì là các loại máy móc, phương tiện, giao thông. Rồi sản xuất hàng tiêu dùng thì có là dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình. Như vậy các em sẽ điền tên như sau. Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản sản phẩm sẽ là than, dầu mỏ, quặng sắt. Luyện kim thì có gang, thép, đồng, thiết. Cơ khí thì có các loại máy móc, phương tiện, giao thông. Sản xuất hàng tiêu dùng thì có dụng cụ y tế, đồ dùng gia đình, vân vân. Rồi, tiếp theo câu số 10, điền chữ D trước ý đúng và chữ S trước ý sai. Như vậy các em sẽ điền câu nào đúng thì các em sẽ điền D và S là câu nào sai. Rồi, đâu câu đầu tiên, nước ta mạng lưới sông ngòi thưa thớt thì là sai, bởi vì nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc. Như vậy các em sẽ ghi là sai. S. Rồi, tiếp theo, ngoại thương là hoạt động mua bán với nước ngoài là mua bán với nước ngoài là đúng. Như vậy các em sẽ ghi là D. Rồi, tiếp theo, đường sắt có vai trò quan trọng nhất trong việc vận chuyển hàng hóa và hành khách ở nước ta là sai. Như vậy thì các em sẽ điền là sai. Rồi, tiếp theo, công nghiệp thủy điện được phát triển trên các sông lớn ở miền núi là đúng. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi đề thi học kỳ 1 môn lịch sử địa lý lớp 5. Thì đề ở đây chỉ mang tính tham khảo giúp cho các em môn tập. Thì sau khi xem xong, các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.